Rồi chào bác nha, hôm nay lên cho bác hai em Cubatan là 5018 nha bác, xe cực kỳ là đẹp luôn nha. Hai em này về riêng toàn bộ nha bác. Hai em này về một em đi làm ủi đầu này, một em đi làm ủi, một em đi gạo súc nha bác. Này, hai em luôn nha. Xe riêng toàn bộ nha bác, riêng ba cục. Này lên cho bác hai em luôn nha. Hai em rất là đẹp luôn. Một em gì đi làm ủi, một em gì đi gạo súc nha bác. Hai em này về tình trạng máy là zin toàn bộ nha. Zin ba cục. Này. Phần nồi này, nồi ăn bia da này, nguyên bản nguyên zin hết nha bác. Phần động cơ nè, long lanh luôn nha. Này, cốc đời nè. Cốc đời còn màu vàng luôn. Này cọc trước nha bác. Vỏ của em nó đi vỏ đầu là 8/18 nha. Này phần máy này ghế ngồi. Ghế ngồi ghế nguyên nguyên bản của em nó hết nha bác. Này phần dè, phần lầm châm này nguyên bản của em nó hết. Rồi tới phần số nha. Này phần số của em nó đi nha bác. Phần số này, này này, đường keo của nó còn nguyên bản hết nha. Này bình châm này, hơi tối các bác thông cảm nha. Này con này gì nó đang đi là gà lam ủi nha bác, đang đi là lam ủi. Lam ủi còn rất là đẹp luôn. Này mặt nạ của lam ủi này rất là nét luôn nha. Đầu đèn ấy bên châm nè còn sáng hết luôn nha bác, đầu đèn còn sáng hết luôn. Vỏ đầu, phần máy này, bôm nè, nguyên bản nguyên zin nha bác. Này phần bôm này nha. Này động cơ nè rất là nét luôn, động cơ rất nét, cặn ga mà còn màu vàng lắm lanh luôn nha bác. Này cọc trước này. Rồi phần bên này này, phần số này, mấy đường coi nhớt nè, rất là nét luôn các bác ơi. 5018 dòng máy cài của ta đời mới nha. Con này gì đang đi là lam ủi đầu nha. Này hai con này về em ra cho bác à, luôn lam mũi đầu dưới mình máy là 300 mấy thôi nha, 300 mấy bao vận chuyển về tới nhà. Con kia gì gạo súc lặt nha, các bác muốn lấy gạo súc lặt hay là lam mũi đầu gì cũng được. Hai con 300 mấy thôi nha các bác. Rồi nay vỏ nha, phần vỏ gì nó còn có 50% thôi nha bác, phần vỏ còn 50% gì các bác. Thôi suy nghĩ em sẽ cho các bác đổi vỏ hát nha, vỏ hai máy luôn, vỏ rất là đẹp luôn, cho bác đổi vỏ đẹp. Rồi này, phần đùi nha. Phần đùi này, gòn ghiên của em nói này nha các bác. Gòn ghiên này. Này, đùi xế vô này ít xài lắm. Rồi này, phần đèn nha anh đâu nè. Rồi bật vỡ nắp capo lên cho bác xem. Này, vỡ nắp capo lên cho bác xem phần động cơ của em nói nha. Rồi, vỡ lên đi. Này, phần động cơ của em nói nha các bác. Còn rất là long lanh luôn này. Này mấy cái co bét nè, lầm lanh luôn. Phần bơm nha, phần bơm của em nói này, nguyên bản nguyên zin hết nha bác. Cậu trước này, nguyên bản nguyên zin. Gọi lên đời máy cho bác xem luôn đi. Này ở đời máy cho bác xem nha. 5018 làm ủi đầu quà máy là chỉ 300 mấy thôi, bao vận chuyển về tới nhà. Lên ga ơi. Bô châm nha bác, co bô châm còn màu đen luôn nha. Cái con cái bô nè đen hồi lười luôn. Máy là đạp là không có miếng khói nha. Đạp ga cho bác xem ơi. Này. Đạp là không có miếng khói luôn. Rồi lái qua lái lại đi. Ta lái qua lái lại đi. Này. Tay lái là trợ lực 100% luôn nha bác. Bẻ rất là nhẹ luôn. Rồi đâu dỡ ben đây. Ủi đầu lên đây. Dỡ ủi ơi. Rồi, đây vậy luôn đi. Đâu tới lui hết ơi. Tới số chậm thôi. Tại vì cái này không gian hơi hẹp nha các bác. Đây. Máy chạy rất là đã luôn các bác ơi. 5018. Máy. Mình máy dưới làm mũi đầu. Giá chỉ 300 mấy thôi. Bao vận chuyển mình tới nhà nha. Máy ghim toàn bộ nha bác. Tình trạng máy là ghim toàn bộ. Vỏ sao vậy em sẽ cho các bác đổi vỏ. Vỏ ghim của nó luôn nha. Vỏ đẹp luôn. Vỏ sao em sẽ cho các bác đỏ cái vỏ đẹp luôn. Rồi ben nha. Này lên ben đây. Ben cái nó này. Rồi đuôi xoáy luôn đây. Này đuôi xoáy nha. Rồi ok. Tắt máy đi tới tiếp theo. Rồi này con tiếp theo nha.
Này con này gì nó đang đi là cái gạo súp lặt nha bác. 5018. Này ghế ngồi nè, ghế kia nguyên bản nha. Rồi lên nổ máy cho bác luôn đi. Vỏ đây, vỏ là còn nước đẹp nữa nha bác. Gai vỏ còn luôn. Vỏ sau, gai còn rất là cao luôn nha. Vỏ sau gai rất là cao luôn. Sau đồ này. Sau đồ này tình trạng sau đồ là zin nguyên bản nha bác, zin 3 cục. Hai con này là zin 3 cục nha bác. Tình trạng máy là zin 3 cục nha. Vỏ sau của em nói đi là 13.6/26 nha. Rồi lên làm luôn đi. Lên xúc luôn, lên xúc luôn. Rồi đây nha. Để lên xúc cho bác. Xúc zin của em nó vỏ rất là cao luôn nha bác. Lên hết xúc luôn đi. Này. Xúc zin của em nói vỏ rất là cao nha. Lên nữa, còn lên nữa đó. Lên luôn. Rồi này, vỏ rất là cao luôn. Xúc zin vỏ rất là cao luôn nha bác. Rồi xuống đi, xuống nhẹ thôi. Để nhẹ thôi. Này, xúc zin của em nói là vỏ rất là cao. 5018 nha, 5018. Này, phần máy nha bác. Cầu kỳ này. Nó mới da nha, zin nguyên bản hết nha bác. Rồi phần số nha. Phần số của em nói này, keo zin còn hết nha. Này. Ở trong này thì giá hai con này chỉ là 300 mấy thôi, 300 mấy là qua vận chuyển về tới nhà, là một mình máy dưới là cái làm xúc lặt nha. Rồi tới luôn ơi. Này các bác muốn lấy làm xúc lặt cũng được, hay là lấy làm ổi cũng được, hai cái các bác chọn thoải mái. Này gọi lên ben đi. Này ben nha các bác. Rồi xúc xới luôn. Này rồi, rồi xúc xới ra đi. Mấy con này ít nó đi xới lắm nha bác, nó chỉ đi cài với đi ủi với đi xúc lặt thôi nha, với đi xúc thôi. Phần động cơ nè, để mở nắp capo lên cho bác xem. Này 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 này, phần động cơ bên trong nha bác. Phần động cơ bên trong này, hôm nay nguyên bản nguyên game nha, còn trước nha các bác. Rồi lên ga ơi. Rồi 5018 nha. Rồi này em đã quay sơ lược cho bác hết rồi nha. Hai con này gì mới về luôn nha bác, hai con này mới về còn rất là nét luôn nha. Này này, các bác nào cần gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng. Hotline cửa hàng là 033-8955-972 nha. Địa chỉ cửa hàng ấp Long Hành A, xã Hậu, Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp nha. Cửa hàng 5 cái cơ hẳn phán nha bác. Này, mới về được hai em luôn nha. Hai em này là vừa mới về luôn. Một em đi gạo súp lặt, một em đi là làm ủi nha. Này, các bác nào có cần giờ máy 5018 gì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Tình trạng máy là gin 3 cục hết nha các bác. Này tình trạng máy là gin 3 cục, động cơ rất là nét luôn các bác ơi. Này động cơ là co bé luôn nè, long lanh luôn nha. Bơm này, bơm số luôn, nguyên bản nguyên gin hết nha các bác.